thiếu chút nữa đã giúp cho Enchobi nâng tỷ số lên 2-0. Như vậy là Quang Hải cũng đã được tung vào sân. Quang Hải vào sân để thay cho Chakpoli. Rất lâu rồi Quang Hải mới có cơ hội để được ra sân chơi bóng trong đội hình chính của Pau FC. Quang Hải đã có pha ngáng chân đối với Adeoti. Nishik, Quang Hải, lỗi rồi, pha cản người không bóng, thẻ vàng đã được rút ra, và chạy chỗ của Yatara, cú sút.